Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Nexomon nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì chúng ta sẽ về nhà và chắc là mình nghĩ là sắp đến được cái khu vực cuối cùng rồi. Có vẻ như trong đó thì nó rất là khó. Vì thế mình sẽ về nhà để lấy những cái con Nexomon khỏe nhất của mình mang ra ngoài nha. Hiện tại thì nó vẫn chưa đủ đâu. Mình sẽ quay trở lại với cái thành phố đó chính là Royal City. Royal City giống như kiểu là ở dưới Hà Nội vậy đó. Cái gì à? Đúng rồi. Cái khu Royal City. Nào và chúng ta sẽ đi vào trong này để lấy những con Nexomon. Mình sẽ lấy lại con Mitralion của mình. Con đấy là một trong những con khỏe nhất của chúng ta. Con ngựa ấy. Con ngựa gió ấy. Đây. Mitralion anh em ơi. Lấy thôi. Chắc chắn là phải lấy nó rồi. Đây, nói chuyện luôn. Nói chuyện ngay và luôn nhá. Nurse, y tá hồi máu này. Và chúng ta sẽ đổi những con cần thiết lên. Đây, mình sẽ bỏ bớt đi một số con deposit. Đầu tiên đó chính là con này. Con này bỏ đi này. Tiếp tục là deposit con Columbra. Đấy. Và chúng ta sẽ cho những con xịn của mình vào. Kumacho, con gấu này. Muốn test quá anh em ạ, mang Kumacho đi test nhỉ. Cũng được. Mitralion thì bắt buộc phải cho vào rồi. Đấy, một con. Con gì nữa nhỉ? Barbecue cũng rất khỏe. Nếu mà được lựa chọn thì nó rất là khỏe. Artivores. Artivores nữa cả. Có cả Artivores ở đây nữa thì bây giờ thì chưa biết là sẽ vứt con gì đi đây. Để tạo con gì ra ngoài đây. Vì mình muốn test cái con gấu này quá này. Hiện tại thì full rồi. Cho full team rồi. Deposit. Con nào giờ? Bỏ con nào bây giờ? Con nào cũng khỏe anh em ạ. Primazos. Primazos là con hệ lá duy nhất trong team ta. Votophere. Canagrius. Hơi yếu. Đam hơi yếu một chút. Rồi mình sẽ bỏ con này vậy. Tạm thời phải deposit. Và để lấy con này ra để test thôi anh em ạ. Xong tính sau. Kumacho cũng đẹp đấy chứ. Không phải là yếu đâu. Không hề yếu chút nào nha. Rồi thì chúng ta sẽ thay đổi cái skill trước một chút đã. Team này. Skill con này là khá là ổn rồi. Con này khá ổn. Mitralion. Nó có một chiêu nổ. Chiêu này thì nên bỏ đi. Powerful. Với healing energy. Cái này hồi máu này. Cái nào nhỉ? Mình lấy chiêu này đi. Wow. Ultimate. Wild này anh em ơi. Cái này không dùng thì hơi bị là có vấn đề. Chiêu đấm liên hoàn, sấm sét, đe dập sấm sét này. Chiêu nổ này khi khỏe hơn. Chọn một trong hai. Bỏ này đi, lấy cái này. Theo mình nghĩ lấy hợp lý. Bỏ chiêu gió đi. Chiêu gió này yếu quá. Đây, Ultimate Wild. Và chúng ta sẽ có con Camacho skill này. Ok. Nó có một skill xuyên tâm gì đây. Chiêu này không biết là chiêu gì. Bỏ chiêu này đi. Lấy chiêu này ra. Chiêu này hơi yếu. Chiêu này thì cũng không biết chiêu gì luôn. Chiêu này thì sao? Evoker War. Tăng cho chúng ta cái defense. Defensor. Cái này thì chúng ta sẽ powerful. Bảo vệ à? Bảo vệ khỏi Nexomon trong một đòn tấn công này. Này khá hay. Thật ra thì nó sẽ bảo vệ thôi chứ không có tác dụng gì lắm. Chúng ta sẽ tăng khả năng cơ hội khiến đối phương gây ra missing. Khá là dị nhỉ. Mình dùng chiêu gì? Chiêu lá này, 11 đam này. Chiêu này cũng hệ lá này. Dùng một chiêu lá thôi, không cần quá nhiều đâu. Ok, chả biết dùng cái chiêu gì đây. Tăng defense hơn. Và lấy cái này hơn. Rồi, chúng ta sẽ swap sang con Torex nha. Let's go man, đi nào. Với cái team này hoàn toàn là sẽ đánh được thôi. Chẳng vấn đề gì cả. Nào ta sẽ đi cánh cổng dịch chuyển tức thời. Ở bên này luôn. Yeah. Bên này luôn. Đâu nhỉ? Cánh cửa dịch chuyển đâu. Để mình có thể đi sang được khu vực mới. Thế thường thôi. Lên đường thôi nào. Camucho. Con gấu mà mình vừa bắt được xong. Đi thôi. Yes. Lên đường. Chúng ta sẽ sang cái khu vực. Đó chính là. Đây. Khu vực băng giá này. Đây, cái này chưa lên được. Cái bên này chúng ta đi qua cầu là ra sẽ tới được cái khu vực ấy đấy.
cho nên suy nghĩ kỹ trước khi đi qua nha. Test thử con Camucho cái nhỉ, và sau về đổi lại con lá chăng? Có lẽ vậy. Venowar. Ý rồi, con Camacho 20 đam này, 20 năng lượng này anh em, 231 đam. Wow, không phải yếu đâu. Con này khỏe chứ nhỉ, nếu tính ra đam hệ lá nó còn khỏe hơn con kia cơ. Máu thế nào? Máu nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 257. Ý chà, trâu ấy chứ, con này mắc trâu ấy. Cái này tăng khả năng là chúng ta sẽ có một lớp giáp bảo vệ. Đấy, đỡ đòn. Đấy, mình chỉ mất một máu thôi. Chơi chơi đỡ đòn à, chơi tăng defense. Rồi, ui dồi ôi. Khai, hay. Bắn băng khởi thì không thấm luôn. Ôi, bị đóng băng rồi, bị frozen rồi. Bị frozen đấy anh em, mất một lượt rồi. Khó chịu nhỉ, bị choáng luôn này. À, vừa bị choáng vừa bị đóng băng. Ô, đừng phải chết nhá, có khi là chết thật đấy. Not effective, mình hết đấy rồi, con này phải chết. Phải chết 253 đam. Đó chính là niệm Phật, để chữa thức trước niệm Phật nha. Khá khỏe nhờ. Con này không hề yếu đâu. Nếu mà so với những con Super Ray khác thì nó không hề yếu chút nào cả. Nó còn khỏe. Mình cũng chẳng biết nên chọn con này hay chọn con Mega Ray ở nhà chăng, con Primazos. Chọn nào đây? hơi khó chọn nhỉ, giờ hơi khó chọn, con này cũng khỏe phết, đúng không? Đây, là test thử nó cho anh em thôi, mang đi đánh được, mình thấy thế hình ảnh của nó khá đẹp. Thực ra thì con hệ lá của mình khỏe hơn, đẹp hơn. Thôi, cứ mang đi vậy. Nào, let's go, mình sẽ đi sang bên này nha. Hồi này máu rồi. Bây giờ ta sẽ băng qua cầu. Băng qua cầu là băng qua cầu nào. Chúng ta gần như sắp kết thúc cái tựa game rồi đấy. Và chúng ta sẽ có những tựa game khác thay thế thôi. Mình có khá nhiều cái tựa game giống cái Pokemon có thể giới thiệu cho anh em sắp tới. Nhưng mà đi hết cái cầu đã. Có bị ai chặn đường không? Không không, hình như không có. À, khu vực này sẽ là khu vực khác này à, mình sang bên này là sẽ là chuyển qua khu vực khác luôn. Mình sẽ không còn ở đây nữa. À, vẫn là tầm đấy thôi, vẫn là ở đây đây. Rồi, mình sẽ gặp một cái người. Wow, hỏi chấm anh em ạ. Bị bọn minion nó chặn đường. Quý bà. Khá xinh ta nhờ. Đi làm gì đây? Tức giận. Đánh nhau không? Tiên cáu với mình chứ. Tránh đường. Mình sẽ đấu với bọn này luôn. Tránh đường ra. Để anh xử lý cho. Mấy bé minion này thì không phải đối thủ. Vào, vào trận luôn. Yes, hay. Một trận chiến, một trận Nexo Battle sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Wow. Columbra. Ây cha cha. Khá là gớm ta. Tăng thủ này sẽ lâu dài này. 100 đam, đấy bị giảm rồi đấy. Tại sao nhỉ, nó khỏe thế à? Chiêu lá 169, mình khỏe hơn nó. Mình level thấp hơn nhưng mà à, khá là ghê ta nhờ. Bounce, chúng ta sẽ bị ấy rồi. Một chút mình quên không mua các cái đồ đạc rồi. Xong rồi, nát rồi, ăn đấm thôi. Con này khó chịu nhờ, Columbra nó có những cái chiều rất là khó chịu ở đây. Hỏa. Ờ, nó phải hệ lá, nó phải hệ lá đâu. Có tiếp theo nó sẽ là hệ sấm sét. Con chuồn chuồn bay đất thì mưa. Mango Fly. Cái này thì sợ cái diễn đếch gì nhỉ, 205 à. Nó cũng khá là trâu nhỉ. Mình sẽ bị giảm tốc độ di chuyển xuống, mình không cần quan tâm. Đốt lửa. Chữ hỏa, đấy là chữ hỏa không? Con Serala. À, con gấu, mình biết con gấu này anh em ạ. Mình biết con gấu này. Con nước đâu nhỉ? Torex của chúng ta đây. Lên nào, let's go. Let's go man. Lên nào. Tấn công luôn nhỉ. Con gấu này á. Đánh nha. Chiêu này thì sẽ giảm cái đam hơi yếu một chút nhỉ. Có đam hơi yếu. Nó tăng thủ nó lên. Nhưng không thành vấn đề gì cả. Mình vẫn có thể xử lý một cách rất là gọn gàng con này thôi. Cực kìa nhanh. Level up cho con nào đấy. Mình chết mất một con rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện câu chuyện ở đây. Từ từ thôi, mình sẽ đi săn đây và lấy thêm những con Nexomon nhỉ. Vì mặt có vẻ
sao mặt 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 mà có đỡ vẻ ấy hơn nữa, hống hách hơn nữa. Cảm ơn rối rít. Thôi kệ đi, mình sẽ test thử trong ngoài xem có Nexomon mới không, bắt về làm cảnh. Con Prileo 146, luyện hơn con Canagrius đi cho nó khỏe lên. Con đầu tiên mình chết rồi anh em ạ, và bây giờ mình cũng không thể tiến lên được. Hexopus còn bạch tuộc tiến hóa dạng 2 này, có nên bắt không ta? Bắt đi. 243, mình dùng sống xét cho nó chết luôn. Theo như mình đoán nó sẽ chết luôn, không nếu mình dùng cái chiêu yếu thì sẽ không chết đâu, và sẽ bắt con này nha. Sấm sét 21 và nó sẽ giảm công đấy, khó chịu chưa? Ôi sao mình gần chết rồi này, what cái gì đây, sao mình gần đánh chết này. Astivores cũng rất đẹp, rất nhiều con và con chính của mình ấy, mình sẽ bị khống chế rồi, thoải mái đi, tung cái Nexo Trap ra và bắt nó nào. Regular chú ý bắt rồi. Nào nào nào, quay vào đây. Ui nó phá ra rồi anh em ạ. Nexo Broker liên hoàn đấm. Miss, miss và miss rồi, miss liên tục vậy. Rồi mình sẽ tung cái này vào bắt nó. 3 2 1, không bắt được ạ. Con này không thể bắt được à? Chỉ còn có 14 máu thôi mà. Gì mà ghê gớm thế nhỉ? Có vẻ như là hơi khó nhằn. Cái loại này hơi khó nhằn đây. Con bạch tuộc này, cố gắng bắt nào. Vào đi nào. Ô, nó toàn phá ra vậy. Really? Toàn phá vậy. Làm sao để bắt nó đây? Mình đang tự hỏi là bắt kiểu gì bây giờ. Nào, vào trong đi nào. 3, 2, 1. Bắt được rồi. Yes, cuối cùng bắt được con bạch tuộc. Con này mình chưa có này, bắt về trưng cũng được, có lúc nào nó mang đi à đúng rồi, test luôn, cần gì phải trưng, test luôn con bạch tuộc đi, Etubati luôn để thay cho con Kumacho rồi luôn này. Kumacho hệ lá đẹp, con đấy đẹp và nó cũng khá khỏe. Vậy đây, vào trong cái bộ skill của con này để nó hết máu rồi. Con này dùng những cái chiêu thức có vẻ ổn nhất của nó này, chứ có vẻ ngon nhất của nó, dùng cái Mark Poison cho nó một cục. Còn 25 cục nữa tiếp về phải mua. Hexopus, một con hệ nước. Con gì đây? Prileo. Đây chưa được khả năng là khống chế đây. Mất một lượt luôn. Cũng khá hay, đam thì hơi bé nhưng mà nó có khả năng khống chế. Nếu mình có dùng chiêu khác được, chiêu này 20 năng lượng, 152 đam. Đấy là đối với con bình thường. Còn với con kia thì là nó, nếu mà con khác hệ thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, nó cũng phải tương đương với đam. Từ từ, thế trên này không biết là có cái gì không, đừng phải là vào cốt truyện nha. Oh man, chúng ta đến được một cái thành phố mùa đông. Hừm hừm, ở đây chúng ta có thể là hồi máu, có thể đổi Nexomon được rồi mà không cần phải về. Hoàn hảo, hết sảy tầm 77, ngon. Về vào nhà. Sao có một cô bé đứng ở đây. Mình sẽ hồi máu cho cả team luôn. Lên đường, let's go man. Đi thôi, xuống dưới. Xuống dưới ngay và luôn. Đây, đi nào. Đi tìm thêm những loài Nexomon mới. Nào, sao toàn Prileo nhỉ? Chứ này là chiêu gì đấy, bóng nước à? Đấy, tăng thủ à? Đúng con kia. Vẻ khá hay, chơi khá hay. Giờ chưa đưa hàn đấm này, hàn đấm chắc là chết luôn. Ôi không chết. Cái là đam hơi bé nhờ. Thủ hơi yếu. Đam hơi bé chứ, quên mất. Cái đấy là liên quan đến là phần đam. Vẫn chết như thường. Nexopus. Bạch tuộc. Bạch tuộc khổng lồ. Sắp tập Prileo nhỉ, thôi đổi sang thôi. Chúng ta đã lâu lắm không gặp Mitralion rồi. Mitralion sẽ được đưa ra. Vẫn đẹp như mọi khi. Tăng thủ lên à. Có chịu được một đòn không? Không có sấm sét à? What? Chiêu hệ gió này. Chiêu hệ gió đánh đam thường 194 đam. Kinh nhỉ? Bây giờ sẽ luyện cho Mitralion nha. Vào team. Vào trong team. Và đổi con này lên. Đổi swap lên. Đổi lấy Hexopus lên. Đấy. Và bắt đầu là
cân tim này anh em. Đâu rồi? Không con nào nữa nhỉ? Đây. Con này à? Con này thì đấm phát chết nhưng mà mình không có chiêu khắc hệ. Ơi toàn hệ nước thôi. Đáng lẽ nên để skill the set, rồi skill the set thì hơi yếu. Phải nói là yếu. Nhưng mà so với những skill kia. Nào, đánh con này nữa xem con này có gì. Tôi toàn pre leo nhỉ? Toàn con này thôi, chơi hồi máu này. Chơi hồi máu, hồi 110 mấy máu cơ. Nó cũng khá là vô dụng, thật sự là vô dụng nếu mà tính ra. Tại vì hồi máu thì mình dùng Max Poison luôn mà mình không cần phải dùng qua chiêu này. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ kết thúc mày nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Next Summon. Bye bye.